Kính thưa quý vị và các bạn, bạo lực giới hay bạo lực trên cơ sở giới từ lâu đã trở thành mối quan tâm của nhiều người. Đó là vấn đề mang tính toàn cầu. Ở đâu có con người, ở đó có bạo lực giới. Theo World Bank năm 2018, trên thế giới, cứ 3 phụ nữ thì có một người gặp bạo lực giới. Có tới 35% phụ nữ trên toàn thế giới đã trải qua bạo lực thân thể hoặc bạo lực tình dục. Trên toàn cầu, 7% phụ nữ bị tấn công tình dục, 38% các vụ giết phụ nữ do chính bạn tình của họ gây nên. Bạo lực giới diễn ra nghiêm trọng hơn ở các nước với thiết chế xã hội phụ quyền, nơi nam giới có quyền hơn phụ nữ, lợi thế hơn, phụ nữ ở vào thế phụ thuộc. Bạo lực giới là bạo lực nhằm vào một người dựa trên cơ sở giới tính của họ. Bạo lực giới không chỉ có bạo lực gia đình mà còn có nhiều hình thức khác như buôn bán người, xâm hại tình dục, quấy rối tình dục. Bạo lực giới có liên quan đến cộng đồng bởi các hình thức bạo lực này đều xuất phát từ cộng đồng. Bạo lực giới gây tác hại rất lớn đối với cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội. Nói chung, hiện nay bạo lực giới là hậu quả của việc coi phụ nữ và trẻ em gái có địa vị thấp hơn trong xã hội. Vì thế họ dễ bị cô lập bởi các định kiến giới và chịu sự phân biệt đối xử với giới. Bạo lực giới xảy ra dưới nhiều hình thức, song dù ở bất kỳ dạng nào cũng không thể chấp nhận. Để quý bạn đọc có thêm hiểu biết về vấn đề này và tích cực chung tay vì một cộng đồng không có bạo lực giới, chúng tôi xin giới thiệu cuốn sách Bạo lực giới và cách ứng phó của tiến sĩ Dương Kim Anh do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ân hành năm 2019. Cuốn sách gồm 108 trang, chia thành 5 phần, cụ thể như sau. Phần 1. Một số vấn đề chung về bạo lực giới. Phần 2. Bạo lực gia đình. Phần 3. Xâm hại tình dục trẻ em. Phần 4. Mua bán người. Phần 5. Mại dâm. Cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức, thông tin về bạo lực giới. Khai thác ở 4 hình thức bạo lực giới phổ biến trong cộng đồng là bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, mua bán người và mại dâm. Điểm mới và độc đáo của cuốn sách là các vấn đề bạo lực giới được nhìn nhận, phân tích từ quan điểm nhạy cảm giới, từ tiếp cận dựa trên các quyền. Tác giả dành sự quan tâm tới các đối tượng dễ bị tổn thương, dễ có nguy cơ bị bạo lực. Nội dung cuốn sách không chỉ cung cấp các kiến thức về bạo lực giới, các giải pháp phòng, chống bạo lực giới mà còn chia sẻ các câu chuyện có thực, khai thác nguồn thông tin từ sinh viên các trường đại học và người dân trong cộng đồng. Cuốn sách không nặng về kiến thức hàn lâm, mà hết sức thiết thực, cụ thể, gần gũi với mọi người. Hưởng ứng Tháng Hành động vì Bình đẳng giới và Phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới, cùng bạn đọc sách trân trọng giới thiệu cuốn sách với quý vị và các bạn.